mai bù cho. Anh Khoa, anh làm cái trời vậy? Anh dám ngủ với cái bà già này, đáng tôi mẹ của anh hả? Nè 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 nè, cái cô kia hả, ăn nói kiểu gì kỳ cục vậy? Mà cô là ai sao tự nhiên xông vô đây vậy? Tôi là vợ hợp pháp của anh đó. Thiệt không? Sao? Tôi về quê có mấy bữa thôi mà anh ngủ với bà già đáng tuổi má của anh. Cô đừng có quá đáng nha. Tôi đúng là Khoa lừa tôi như vậy. Còn cô nữa, ăn nói cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Tôi dù gì cũng đáng tuổi má cô đó mà cô nói chuyện vậy hả? Bà biết nói là bà đáng tuổi má của tôi hả? Vậy tại sao đi cướp chồng của người khác? Ông đi về nhà gấp với tôi. Khoa, Khoa, mày vô đi. Cô tính làm gì hả? Mày già rồi, còn đi gấp chồng người ta hả? Sao? Bà không cứu mà. Đáng đời bà. Tại sao tôi phải cứu bà? Dù gì bà cũng chỉ là mẹ kế của tôi thôi mà. Thời trẻ, bà đã đi phá hoại gia can của người khác, giúp chồng của mẹ tôi, lấy hết tài sản của ba tôi để lại để bao nuôi hết thằng này cho thằng khác. Bà bị tính đánh là đáng.